bây giờ tôi không hiểu nổi nha. Ê, ta lên chính ta gon ra hết, mình cho lên chính mình gon kéo gì đâu. Lửa ngon. Ui, đầu game có dắp lửa bú chứ. Galio kỹ năng của Galio mạnh nhất lớn. Galio là sự ok không? Chơi thử con Galio này nhá. Nó tự nhiên đá đồ ra trời. À, tự nhiên nó đá đồ ra nè, phải đá gì? Thì bà là phải con 6 hả? À, bà này phải con level 6 rồi. Cái bà này là mình sẽ đánh đánh hội triệu nhân. Hội triệu nhân. Thấy cái vút gồng cho Galio. Thấy vút gồng cho Galio nữa đẹp. Chết mẹ rồi. Ghê vậy. Cười đấy. Đây luôn thêm chút gồng đẹp nha. Thêm chút gồng. Chút gồng có hồi máu nữa. Có đồ ánh sáng đẹp rồi. Lên luôn em ơi. Lên luôn. Ga là ga luôn nha. Ga là ga luôn nha. Đừng có ga xong cái đứng đó nha. Ga là ga luôn. Ga luôn. Chút gồng hay là xuống tường. Thú tượng cũng được luôn, thú tượng cũng ok luôn. Chết rồi, Alistan hết dầm rồi. Alistan hết dầm không? Không hết được, hết được. Quá hiếp được rồi, phải ra nhanh lên, nhanh lên. Ừ mẹ, chắc thương như bị rút chết không, rút đừng có chết là thắng nè. Không kịp rút rồi, không kịp rút rồi, nuôi không kịp rút, không kịp rút thì nuôi. Ngày 3 sao được luôn. Bán cái tiền mấy ngày đi. Cần 3 sao đâu. Cần Galio thôi. Galio xử hết, xử hết, Galio xử hết, đón lại cái u. Giờ bây giờ chọn chút gồng hay thú tượng nha. Chút ơi, chút em chọn đây em chút. Chút nghĩ là thầy nên để thú tượng hay là chút gồng? Con Galio nữa kìa. Để coi chắc
À, cái chú rồng thì 1 tiền nhưng mà cái thú tượng thì 3 tiền nha. Thú tượng 3 tiền. Rồi rồi. Chú rồng thôi, chú rồng thôi. Hết đường chọn rồi. Hay. Một cấp luôn. Thì bỏ cái này. Chơi cho xã hội chịu nhân đâu. Cô này có giúp mình lên 9 được nè. Nếu mà nó 2 sao nó lên 9 được. Được 2 sao thôi, được 3 sao. Năm đời Sima có giúp mình lên chín được không ta? Lên chín không có lên chín được tại vì mình không có lỗi tiền, không có lỗi tiền, có giữ máu được thôi. Bây giờ go nó level 6 một tí đi, cho gai lô 2 sao một cái cùng tích tiền lại, lấy level 6 được 5 đời Sima rồi nè. Okay. Bây giờ mạnh lắm rồi, mình bây giờ mình mạnh lắm rồi. Phải lấy lại top 1 và giữ lại niềm tin coi. Đừng ao top nhiều quá. Đó, ra lô 2. Tự ra luôn mà. Radio nữa kìa, có nên gôn Galio này 3 sao không nhờ? Gôn Galio này 3 sao, nếu mà gôn vậy thì có phải gôn Kale 3 sao luôn á, phải gôn level 5 luôn á chứ. Ôi, lên 6 gold cũng được. Tại Kale nó không quan trọng, Kale này level 6 mới giữ máu được. Còn gold nó level 5 nó không giữ máu được. Rồi nó update được, bởi mình gold đen cái không được. Đi đó, đen, gold đen đi á. 4 con. Galio này lỗi ghê quá mà không cho lên 3 sao thì vui lắm. Phải nói 3 sao, rồi kiếm carry sao. Ok, cho nó 3 sao đi, lên 8 được 9 sao. Làm 4 chấm mà không lên 3 sao là cút đấy. Cố cố lên cấp rồi không lên 3 sao là mệt đấy. Cho tiền không được quá, cách xã hội. Bây giờ lấy tiền thôi. Linh thú cũng không cần đâu. Lấy tiền là đẹp. Mà phải coi lỗi coi nó có cái giống gì. 44 vàng. 44 vàng, cái này là đang có 16 vàng. Khi đạt cái level 9 được 44 vàng.
Nhưng mà như vậy thì mình không có gọi Galileo được. Như vậy mình không có gọi Galileo được. Mình thẳng chính luôn. Mình lên thẳng chính mình không gọi Galileo. Đúng không? Còn miễn phí 4 lần con được Galileo nè. Đây nè. Vì là gon chai le luôn. Ngày mình gon đấy là mình năm gon chai le luôn. Ba mươi bốn mươi lăm. Gon level năm luôn. Kiếm cái le 3 sao luôn. Cua này chắc luôn. Mà có vuốt rồng nha. Có vuốt rồng không biết nó có rút được không. Mình rút được. Vuốt rồng thì cũng rút hết. Ú dữ vậy. Oh my god. Wow. Ê có khi nào nó lừa mình không? Để 8 con 8 cao. Bây giờ mình gom cao. Cũng có thể. Cái này thử 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 xua ngon nè. Thử sâu rồi đó. Không. Sâu. Nói chung là cũng được chứ thua cũng được. Để không lừa quá. Phải không có lửa quá bây giờ. Không có lỏng lửa quá là nó còn có 7 máu à. Không. Có 51 máu, cộng được quá 20 máu. Đúng rồi.
chục máu, có không đủ quá. À, nó đỏ dữ vậy. Đau luôn á. Đó bây giờ tha hồ lên chính luôn anh em. Alo này bây giờ này cây le nữa tha hồ lên chính luôn. Bú game luôn, bú chè, bú chè luôn. Mình kiếm đồ cho cây le nữa. Cây le ba sao nữa là bú rồi. Hén. Sao đồ này chú chua. Nhiều cây le của tôi thì thử tức. Chết rồi. Ui. Cây cao. Đây mục tiêu kinh lắm. Nhiều thì nó chia ra chứ nó một đúng kia lắm. Còn ngắn nó được tiền nữa. Bây giờ mình cần tiền thôi à. Còn ngắn cái hên xui đồ on kìa. Đồ on kìa nhờ. Đồ on kìa, đồ on, đồ on. Đồ on được nha. Đồ on 2 đồ. Đang thiếu đồ hả. Lấy đồ on, đồ on. Đồ on cho em này. Dốc đồ. Cùng đao cho con em mình nữa quá trời không có cùng đao đánh rồi tập dưỡng sinh vậy má ơi đi chi trang dưỡng sinh luôn có đánh rồi đậu mình đang ở trên đây làm sao mà lấy được cái cùng đao đây cái cung đây có lấy cung nhờ không thực sự. Có một cái Neko làm con 5 tiền 3 sao nhỉ. Có một cái Neko nè. À mình giờ mạnh. Ôi trời ơi, được cây xa 2 sao. Cây xa 2 sao. Talita này đúng hãm luôn. Chú gầm hay cái gì nó cũng rút chết hết. Cung hai cây cung anh em ơi. Hai cây cung chắc chắn lấy được rồi. Lấy cây cung một tiền thôi không ham hấu cái kia đâu. À, thằng này nó cái me tôi trời. Mày còn có một xíu mà mày cũng me người khác hả? Nha. Mày còn có một xíu máu mà mày me người khác.
Trời ơi, đồ ánh sáng luôn, chết. Hư rồi. Đồ ánh sáng là hư người rồi. 20 tiền chắc là phải lên á. Đau ánh sáng là chết tụi bay rồi. Mày cũng cùng đau ánh sáng. Cây le cầm cùng đau ánh sáng uống lắm. Giờ kiếm cây diệt cho cây le. Kiếm cây diệt cho cây le nó đẹp. Đợi xe ma thiếu nào ta, thiếu một lúc hả? Thiếu một lúc 4, 6, 7, thiếu một lúc. Đợi xe ma thôi là đẹp rồi. Trên mình kẹp đồ tể vào cho nó. Cao số đó là có việc là cái việc á. Những hai cuộn cao ta lấy thêm hai cuộn cao ngon hơn. Hai cuộn cao ok hơn. Lúc máu có rồi. Ai thế?
ôi trời. Tao con đường nào lên chính đây, còn khá ngắt. Ủa tiện đâu ra vậy? Không hiểu tiện đâu ra. Con 5 tiền bù vào con Bobby. Một con 5 tiền bù vào con Bobby là đẹp. À, Phong Long thì sao giết? Phong Long thì có cái việc giết được. Hay kinh quá. Trời ơi, nó nhảy đâu vô trong trong cạc trong hốc thì các con cũng con này khùng. Đi vô cạc chứ hốc, bỏ Bobby đi nha, bỏ Bobby đi. Định chỉnh thôi. Lên. Chỉnh được. Quá trời con Kale này nó bóc đồ khôn rồi. Bóc kiếm súng là nó hồi máu cho tem kinh lắm. Đam nó cao mà. Kale đúng thôi. Biết tấm 1 nữa không? Cái thằng này, thằng vô cờ Bình Thạnh nó kinh quá. Không lâu nó 8 mấy số rồi. Một cái Neko nha, còn một cái Neko đó, giáo án cây lên chín thì kinh quá. Galio này cũng kinh luôn, Galio này ba sao kinh luôn. Không có đam từ con lúc á nên không chơi sao thôi.
cái le lên 9 rồi tụi bay mệt rồi. À, cái le 2 sao lên 9 rồi tụi bay cũng mệt, không chỉ là 3 sao. 3 sao là mệt. Ở không nổi đâu. Hãy bỏ Bobby uổng quá. Không để Bobby vô là ngon rồi. Bỏ Bobby. Đã xua cái mẹ rồi. Ổng tâm, ổng mình có rồi, có giáp lửa từ bổng rồi, nhưng mà nhưng bổng này là bổng nhiều. Bổng từ em này là bổng khác nữa. Cào xé thì mình cũng có cào xé rồi. Ờ mình cào xé từ con cái le á, cái le nó có chiêu cào xé rồi. Các thương phép cào xé luôn, chung là có hết rồi, cơ khí nè, có chức máy vào tiền vào phải ba cái mới được 145 cái thương phép nè. Làm sao mà giết được con này đây, khó lắm em ơi, giết được. Cho Kale đánh thẳng mặt. Cho Kale quýnh thẳng mặt này. Né được cái chiêu luôn. Né được cái chiêu của khủng long luôn. Ok đỡ máu cho. Đỡ máu đem Kale qua đây đỡ máu cho. Quá. Rất đồ. Còn khủng long 88 số bán là bú rồi hả? Để chơi chứ bài nó có gì đâu bán bú em. Sao bài nó sao bán được, sao dám bán được. Bán cút luôn bú, bán cút luôn. Bài nó có cái gì đâu. Bài nó chả có tướng gì cả mà đi bán gì. Chết rồi, chết cái le, chết cái le rồi. Thua này, thua cái bóng luôn. À, cầm giáp gai ánh sáng. Cái giáp gai ánh sáng ăn. Chết rồi kìa. Chết rồi hả? Chết rồi à. Mẹ, biết có mẹ con cây le của thầy. Mẹ cây le. Ồ, cái giáp gai ánh sáng, sao nó thắng nổi. Tôi là đi rồi. Mẹ cây le, tầm cây le đó thầy. Dễ gì.